Anh trai ở nhà nhá, đây anh sĩ quan công an anh nghỉ hưu đi. Ôi, đồng chí này sao quen thế nhỉ, sao biết được cái cảnh nhỉ? Thế con này, con anh à? À đây đấy. À? Thằng em rồi. À. Thằng em nó làm vườn với mình mà. À thế à? À. Đấy, chưa nói nó biết được cái cảnh chắc này, này đăng ký hộ kênh cho anh rồi gì? Phải, anh có thích mua cây to không? Không, anh có khách mua tầm cây này thôi. Cây to tầm đường kính 15-20. Cái đấy để bác Loan bác mua bác biếu ai, bác biếu sếp. Không, cùng lắm lúc này sẽ gặp khách chứ. Anh nhá. Đây, cái cây dạng rất đẹp nhá, thoát tinh tầm 1,5 m gốc quanh còn 3 năm này, đẹp quá. Anh ấy muốn bán chục cây, một cây 5 cây còn ít đấy, anh chia sẻ ra cho khách anh muốn mua 5 cây, cây nó to này. Đây này có hạt rồi anh. Đây, nhìn đây. Cái này giá thị trường cái này bao tiền anh? Ui, cái này nhiều tiền lắm. Anh cứ đọc cái em người ta quý, anh cứ nói bao nhiêu tiền anh? Cái này khoảng 100. 100 triệu à? Ừ. Đấy, sướng nhất. À. Tí em đăng lại cây hoàng đàn giá 100 triệu. Cái này là bình giá đấy, bình, vâng. Bình giá là vô tư bình giá. Ê, bình giá này, ê, em ơi, đấy. Em hộ anh cái cây 100 triệu đó, họ cái đúng. Vâng. Họ cái thì cây nó quý như thế này. Vâng. Đấy, giao hạt đây, để cho em để 100 triệu nhưng mà không muốn bán bởi vì... Đeo dưới, đo dưới gốc đây. Đấy, đấy. Đấy. Vậy 50 nhá. Không chưa được 50, em đo sát rồi anh. 49. Xuyết xuyết thể 50 rồi. 49. Đấy, đo chỗ giữa này nữa. Đấy, đo chỗ này cũng được, giữa đấy, cây như thế đấy, người ta biết giá trị 35, 33, 34 rồi. Đấy, em đo thắt thân ở chỗ đây nào, không đo thì dưới đấy. Thôi cổ đó, lại đeo cổ nó ngang nhau. Đâu cũng chẳng thế. 33 rồi. Để thu hoạch hạt, để gieo ra rồi, bán rồi, rồi. Mấy trăm nghìn một cây thì nó... Em đo anh ấy châm nó thoát chỗ đấy được 1,5 m không? Cây 100 thì em đăng lại cây hoàng đàn 100 triệu đấy. Ừ. Nhưng mà 100 triệu bác cho ra chưa? Hả? 100 m 6, thoát 1 m 6. 100 triệu là cho ra đấy hả? Hay này bảo tôi không bán? Bình giá thôi, gọi là bình thế thôi. Bình giá chứ không bán à? À, cây rớt ra hạt. Đấy, bác thượng tá công an nhé, chồng bác đi. Bán ta và bình giá bán đi 5 cây rồi, 6 cây rồi. Đấy, bán đi đây 60 cây, 20 triệu rồi. Chia sẻ cái cây 100 triệu của bác ấy đã. Thì đâu có khách người ta thích cây này, bác lên trực tiếp nói chuyện với bác ấy. Đấy, chuyện đấy vui đó. Đấy. Tiền nữa mà bác còn không thích ấy. Đấy. Đơn giản cây này. Thích phải thích cây khác, cái này nó gọi là cây át chủ. Cây át chủ vài hạt rồi nha, đấy. Cây này mà nó ra một năm rồi nó cho khoảng độ 3.000 cây con thì... Nhiều tiền không? Thì ông bảo 200 tiền. Cây nhỉ? Cái giống con ấy nhỉ? 500. 500 một cây. Cái thì 500. À, đấy, thấy chưa? Đấy, chị. Đúng là cây này là phải bảo tồn. Tức là mình bình giá cho nó vui đấy chứ, mà bán thì chả có nhu cầu. 100 thì bác làm cái gì? Đấy, bác bảo 100, 100 triệu ấy đi. 100 triệu bác bảo không làm cái gì, chết không ấy. Hay, và giá trị lắm các bạn, có điều kiện mới ấy được. Anh ơi, cây thứ hai này có hạt đây này. À, có hạt mà. Cây, như cây này là vào cái diện có bán không anh? Ví dụ mai cái khách của em lên muốn thích cây này. Cây này thì không bán. Cây này đang để nó có hạt đây, để nó bởi vì cái giống này nó phải trồng nhiều thì nó mới có hạt. Vâng. Nó thụ phấn đây, nó phải ấy. Cho mấy cây gần nhau đây có hết đây này. À, rồi ok. Ông thấy không? Ông chỉ thấy mấy cây này gần nhau là có hạt đâu. Rồi. Nó phải đang nó vừa là đang nghiên cứu khoa học đó, nó thế là khó nhỉ. Còn một số vấn đề còn chưa chưa nói hết được. À. Đấy, bác cái về hưu bác đầu tư ác quá nhỉ. Trước khi đi chưa về hưu mới được thế này chứ, bảo về hưu mới thì hoàn thua. Đúng rồi. Chưa về hưu khoảng độ 15 năm nữa, về hưu đã phải đầu tư cách đây khoảng 15 năm rồi. Em làm vườn có cây gì đẹp mà nó nổi tiếng ở khu này không? Cây gì mà giá trị tiền nó nhiều nhất ấy? Đấy, xưa đỏ mới hoàng đàn thôi. Xưa đỏ hoàng đàn của bác này là nó có cây to đâu, có cây nào vanh đến 150 chưa? Loại bé bé kia là không ăn thua, loại của bác đây không ăn thua, nó bé. Nó phải vanh từ trên 100 trở lên, có lõi ấy. Đây chỉ có cái này thôi. Anh nhá, chia sẻ cái vườn hoàng đàn này. Sau mình sẽ chia sẻ cả số điện thoại của anh ấy nhá. Để các bạn nên sẽ mua trực tiếp, điện liên hệ mua. Có cây là anh ấy bán, có cây là anh không bán. Đấy, nhiều như là lên. Cây đẹp quá.
Cái vườn hữu lũng này chắc chắn là cái chỗ này là nhiều cây đẹp nhất. Bây giờ lương làm gì được 15 triệu đâu anh nhỉ? Thương cá không ăn được anh? Không được, gần đường. Gần đường nước hưu. Đẹp quá, các bác ấy, gọi là tuổi về hưu này. Cái cây ngoài kia nó là hồng đàn gì anh? Cây to đùng nhất này. Cây nó là hồng đàn đấy nhưng mà nó là cái loại này, cái loại rủ. Tổng cấp nó thấp hơn. Nó rẻ hơn phải không? Đúng rồi. Nó loại cái hàng đàn gì em vừa hỏi cái thằng cu ở đầu cầu đấy. Hòa. Hòa nó cũng vừa nhưng nó độ cây bé lắm. Cây nó bé, cây to rồi, ok. Nó chỉ cho em sang đây mà em ngồi uống nước nhà anh Hồng bảo bên này. Anh Hồng anh bảo mấy lần rồi? Tại Hồng Vịnh. Hồng Vịnh hay Hồng Vịnh? Hồng.